Hôm qua, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Trảng Bom đã tổ chức khai mạc giải bóng đá nam cán bộ công chức viên chức năm 2023. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Trảng Bom, ngày 1 tháng 1 năm 2004, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Tham dự giải có 10 đội đến từ các cơ quan, ban ngành và trường học trên địa bàn huyện. Các đội được chia làm hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm chọn ra đội nhất nhì mỗi bảng vào bán kết và chung kết. Giải đấu được diễn ra từ nay đến giữa tháng 9 năm 2023, qua đó nhằm thắt chặt tình đoàn kết, khích lệ phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho cán bộ công chức viên chức. Thông qua các hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.